Dạ xin kính chào các anh chị, mình tên là Dưỡng Mai, đang đi tìm và tuyển chọn 20 anh chị em để thành lập ra một cái dream team cho năm 2016 bởi vì mình đang cộng tác với một cái tập đoàn và có một cái sản phẩm rất là độc đáo trên thị trường. Sản phẩm này có thể giúp anh chị em mình kiếm 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 một tháng đều đặn và nhớ những cái chiến lược mà tụi mình sẽ uh, tung ra vào năm 2016 với anh chị có thể làm bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ với ai và có thể làm ở nhà với những cái sự hỗ trợ bằng webinar, TV live, conference call với các anh chị chỉ cần có một điều kiện là tung theo những cái gì hệ thống nó đã hướng dẫn các anh chị và mình tin chắc đối với cái cơ hội này sẽ giúp cho chúng ta có một cái chất lượng cuộc sống hơn và mình tìm những người nào thật sự có những cái ước vọng muốn thay đổi trong cuộc sống muốn thăng tiến hơn trong cuộc sống và có một cái chất lượng hơn trong cuộc sống mình tin chắc với cái sản phẩm này chúng ta có thể chiếm lĩnh cả thị trường thế giới nếu anh chị thật sự muốn đi tìm và đang tìm thì xin hãy liên lạc với mình ngay lập tức đối với các anh chị thì chắc chắn các anh chị không có gì để mất xin kính chào các anh chị